Nào, thế nào giờ làm nào? Tôi mời anh xuất trình giấy tờ. Thì cứ lập biên bản thôi, có gì đâu. Tôi cứ kệ, tôi xuất trình chìa khóa thì khóa của tôi đưa cho ông đó thì. Okay. Đưa ông để ông làm gì? Anh cứ hỏi tôi chuyện kia, tôi mời anh chụp lên xe xuống để làm việc. Mấy ông đã phải xin lỗi thôi đấy, nói trước rồi đấy. Ông ơi, tôi chả làm gì tôi phải xin lỗi anh cả. Đấy, cứ lập biên bản đi. Ở xe có gì đâu mà. Đây, này, ông cứ lập biên bản này, ông kéo ông lập biên bản đi. Có gì đâu mà cẩu xe cẩu kéo thoải mái thì chốt nồng độ cồn. Nào mà chạy chặn cho mấy. Đây lập biên bản đi, hết xe hết kiểm định đây, lập đi. Ông tuyên bố ông lập đi, tôi ngán gì đâu mà. Cẩu xe luôn. Bảo gọi lại được, gọi hết ra đây. Đấy, gọi hết ra đây. Nào nhanh nhỏ lên, mọi người ra mà lập biên bản đi. Có ai gì đâu. Mọi người lập biên bản đi. Lập cẩu xe. Tôi ở dưới này tôi. Đúng không? Tôi tham gia thôi, chấp hành thì có gì đâu. Tôi chưa đem, hiện tại tôi chưa có ở đây thì các ông cứ lập biên bản cẩu xe hoặc là làm nào làm. Sau khi mà tôi đủ điều kiện thì hợp tác. Tôi hợp tác này, tôi ở hợp tác này. Gì đâu mà. Luôn hợp tác này. Đâu rồi, thế nào? Mà tôi nói trước nhá, ở đây là các anh bảo vệ tôi nhá. Tí có chim đợn, chim yếc rồi mà. Các anh là người mà lực lượng mà cơ quan chức năng mà phải thi hành bảo vệ người dân nhé. Có gì xảy ra với tôi là đấy, nghỉ nhanh em. Ông làm với ông Cương này ông ấy đấy, nhanh em. Đây, nhanh nhỏ lên. Anh quay em nhé. Có gì đâu. Ôi giời, em quay kệ em chứ. Hả? Nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho em nhá. Đương nhiên phải đảm bảo an toàn các bạn rồi. Bạn xuất trình giấy tờ đi. Xuất trình nhá. Em bảo em quên thì cứ lập biên bản đi, có gì đâu mà. À, sao? Quên thì có tí nữa có gì thì em lại ấy thì sau thì hồ tư có gì đâu mà. Nhất trí thôi. Mà em có tư là anh Tuấn nhỉ? Đúng. Anh Tuấn là tạm thời là không có giấy phép lái xe ở đây gì. Giấy phép tôi đủ. Anh không phải xuống đâu, ngồi đi đấy. Giấy phép lái xe để đâu ạ? Lấy xe lái xe thì tôi cầm ở đây. Không, đây, đây, đây. Đóng cửa đây, kéo kính lên. Tôi mời anh xuất trình giấy tờ tôi kiểm tra đúng không ạ? Không, không nói bạn nghe, bạn điều khiển xe hiện tại là đang theo như cái giấy dán trên kia là đang hết đăng kiểm. Ừ. Bây giờ bạn xuất trình toàn bộ cái giấy tờ đăng kiểm xem là có đúng
đúng rồi không nhá. Tôi tên Tuấn, ông cứ lập biên bản Nam Văn Tuấn ạ, cứ lập nhá. Không thể nói này. Thôi cứ lập biên bản là sau tôi xuất trình căn cước cho các ông. Được chưa? Anh xuất trình toàn bộ giấy tờ. Cứ lập biên bản là có gì đâu. Nhá. Được chưa? Có gì đâu mà hết rồi. Bình thường đúng không? Đúng không? Nào, thế nào rồi? Không thì đứng này mà yêu cầu thì tôi xuất trình đầy đủ được chưa? Nào, anh em ở nhà ghi lại màn hình cho mình nhé. Bắt đầu là tí nữa ghi lại màn hình nhé. Ở đây thì tất cả là anh em bảo vệ. Nào, không phải ra, tôi giờ làm việc ở đây. Anh ơi, tổ công tác tôi ở kia. Ờ, thế được rồi, ra đấy chứ. Ok, anh em ở nhà ghi lại màn hình nhé. Để tôi trong xe nhá, em ơi. Xe nhá, khóa cửa ấy. Nào. À, làm việc đấy, tổ này. Đâu nào là biên bản lập đi. Xuất trình giấy tờ đi. Xuất trình giấy tờ, tôi bảo tôi quên gì nữa, tôi đầy đủ giấy tờ, sau tí nữa có gì tôi lại xuất trình sau. Được chưa? Sao xuất trình sau? Ờ thì cứ làm việc đi, ông nào bảo báo thôi, hết đăng kiểm hay là gì đấy là cứ xử lý. Có thế thôi. Xe hết kiểm định thì cứ xử lý thôi. Đang ở Bắc Linh nhá. Thành phố Bắc Linh. Đây chỗ vườn bia 68 này, chỗ Ánh Dương trước này. Đây. Đây là toàn bộ tổ kiểm tra nồng độ cồn. Nãy là kiểm tra nồng độ cồn, mình không có cồn. Mình bắt đầu là soi đăng kiểm và kiểm định hết. Kệ. Ông giờ làm gì đây? Anh em ở nhà ghi lại màn hình nhá. Không cho xuống nhá, kệ, không nói chuyện nhá. Để họ làm việc cho họ làm việc đi. Đấy, đây, ở đây thì các cán bộ chắc là sẽ bảo vệ người dân thôi, ai làm gì đâu. Các ông ấy sẽ bảo vệ thôi. Đâu, ông nào ấy, hai ông kia, cứ quanh quanh đầu xe làm gì chả? Thế chả ông ấy, ông tôi gọi ông bằng anh à? Thế chả ông à, thế chả ông tôi thì lại chẳng nhẽ là tôi gọi ông bằng anh à? Nói... Đấy, lại kiểm tra nồng độ cồn là mình không có cồn đúng không? Mình giờ xem rồi. Này, chụp ảnh gì đấy? Ông lấy điện thoại cá nhân ông chụp cái gì đấy? Tôi mà có xe tôi mà có xảy ra cái chuyện gì đâu, ông liệu hồn đấy. Em nói chuyện nói. Ông chụp ảnh tôi làm gì? Xe tôi làm gì? Tôi quay lại có một chứng là nó kiểu như thế nào. Quay lại thì ông lập biên bản đi. Tôi mời anh cho tổ công tác kia. Mời đi, anh có ai làm việc của tôi không? Anh cứ ngồi đấy sẽ làm việc từ lần lượt anh nhá. Ai làm việc của tôi? Anh phải làm việc, anh phải chờ chứ, từ từ chứ. Ông anh bình tĩnh nhá, tất cả anh bình tĩnh. Tôi quá bình tĩnh rồi. Thế anh bình tĩnh ngồi anh chờ một chút. Đấy. Cán bộ này nãy bảo mình tinh tướng. Anh nói chuyện nói. Tôi không vu khống đâu. Nhá. Có như nào anh cứ nói như thế. Tôi có nào tôi nói thế. Ok. Đấy. Nói rõ xoay đúng mặt luôn, đi đâu mà. Nào. Còn đây. Thế giờ ai làm việc nhỉ? Đây tôi xuất trình căn cước cho mà lập biên bản. Xong rồi cẩu xe, cẩu chiếc thì làm nào làm. Lập biên bản đi, lập biên bản xong xuôi đi. Lập biên bản xong xuôi đi, có gì đâu. Đấy.
nhà anh em lưu lại nhá. Ông chụp gì ấy? Cầm điện thoại ông chụp gì ấy? Ông tên gì anh nhỉ? Chụp gì ấy? Tôi tên Tiến, chứ không ai chụp anh nhá. Không, ông cầm điện thoại ông đang quay chụp gì đây? Này ông làm gì ông làm đi. Đấy, ông quay phim này đấy. Nó phát trực tiếp à? Đấy, ông làm gì ông làm đi. Tôi đứng xa lắm. Ông đang quay tôi đấy. Không sử điện thoại, sử dụng điện thoại cá nhân là quay tôi không được đâu. Dùng thiết bị nghiệp vụ quay đi. Nào, quay nào. Đấy mời anh Tuấn đúng không? Ờ rồi. Đấy, ngồi đây, anh ngồi xuống làm việc. Ba mắt nhỉ. Đẹp đấy. Lỗi gì đâu, lỗi hết kiểm định. Đấy. Ông tên gì nhỉ? Nói anh cứ ra kia. Không, tôi phải biết tên chứ giờ ông làm việc. Tôi yêu cầu. Tôi tên là Tuyến. Tôi xem cái này, xem cái tên ông bỏ ngoài xem nào. Vì tôi người dân tôi cũng có được yêu cầu chứ, các anh phục vụ nhân dân của các anh như thế à? Tôi hỏi thì các anh phải trả lời đi. Họ tên của tôi đây luôn. Rồi, gì đây? Chu Bá Tuyến đúng không? 58. Đây anh bảo là ra đây làm việc thì anh xuất trình cái Bá Tuấn nhỉ? Rồi anh em thì xa mình một tí bảo anh này là anh quay chú Bá Tuyến nhá, anh quay rồi quay dùng điện thoại cá nhân quay tôi rồi trước khi làm việc mà cầm điện thoại kia là quay không được rồi, làm việc nó phải tắc phong. Anh vào ký đi anh ơi, tắc phong thế này cơ mà không được rồi, tắc phong cầm điện thoại cá nhân quay không được. Tôi người dân có quyền giám sát và tôi đang thực hiện cái quyền của tôi mà. Bạn cứ giám sát mình. Không, cái quyền của tôi bạn cứ luôn. Giám sát mình thôi. Không phải là bạn cứ giám sát mình thôi. Anh cái bà đang nghe điện thoại cho bảo đang tên là Doanh rồi. Gọi cho anh giờ mình ơi. Đây nhá. Đây, có cái gì thì anh cứ đảm bảo an toàn cho tôi nhá. Có gì phải đảm bảo cho anh. Tôi đảm bảo chứ, phải đảm bảo thôi. Sao phải đảm bảo an toàn cho anh? Thế bây giờ thì ví dụ như là ở đây mà có chuyện gì xảy ra mà có ai đến ai làm gì anh? Người dân quá khích cái này gì đấy. Rồi. Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Phạm Tuân nhá. Phạm Tuân ạ. Rồi tại em trang Phạm Tuân à? Tôi đúng rồi. 336275. Tôi mời anh xuất trình giấy phép lái xe này. Xong chưa? Rồi xuất trình giấy tôi thì đấy ví dụ như thiếu thì có thể là lập biên bản thôi, có gì đâu. Không cầm đi để hay là không có anh như nào. Tôi thì tí nữa có người đem đến chẳng hạn, bây giờ hiện tại tôi chưa có đây. Tại điểm kiểm tra là không có, bạn đã điều khiển là bạn phải không thì không có đi. Thì cứ lập biên bản thôi. Tại điểm kiểm tra là bạn không có đúng không? Rồi, không đúng có thì lập biên bản. Không có giấy phép lái xe đúng không? Tại điểm kiểm tra qua lại. Tại điểm kiểm tra bạn không có giấy phép lái xe, bạn tên là gì? Tôi đầy đủ, tôi xác nhận. Ví dụ như là anh lập biên bản không giờ thiếu. Thiếu thì anh lập biên bản. Thế thôi. Bây giờ bạn tổ công tác không đợi bạn được. Không, cứ thiếu lập biên bản đi, lập biên bản đi. Có gì đâu. Tôi lập biên bản. Đây ông này không quay phim này. Cứ lập biên bản đi, có gì đâu. Giờ lập biên bản là không có đi. Anh đứng ra này đi cho đúng tác phong đi. Tôi vẫn đứng tao đúng tác phong. Tôi không làm gì là không đúng tác phong. Tôi không làm gì là không đúng tác phong. Tôi tên là Tuấn. Họ tên đầy đủ gì mà? Tôi là Nam Văn Tuấn thì ông cứ lập biên bản cho tôi xuất trình. Hả? Ngày tháng sinh sinh hỏi anh ngày tháng năm sinh thì tôi không xuất trình cho các anh là xuất trình đầy đủ ra chúng tôi mới có để chúng tôi lập biên bản chứ. Tôi các có căn cước cho các ông, các ông lập biên bản cho tôi. Bạn xuất trình ra tôi lập biên bản. Rồi. Thế nhá. Nào, lập biên bản đi. Bạn xuất trình ra tôi lập biên bản cho. Ông kia quay ngược phải. Bạn xuất trình ra. Làm sao? Bạn xuất trình ra tôi lập biên bản. Có thật đâu anh ông cứ quay là cái anh em đứng ra kia để tôi xuất trình cái căn cước được chưa? Giọng ra tôi moi ví hay là moi giấy tờ của tôi ra tôi biết nào được. Biết ra kia đi, biết ra kia để biết thế nào. Thôi đứng ra kia thôi. Biết không, người nhà nước. Đứng đây bảo vệ cả bạn mà. Đúng không? Ừ đúng rồi. Đứng đây bảo vệ bạn mà đúng không? Rồi rồi. Đúng không? Chúng tôi đi nhé. Đứng nhé. Đi nhé. Để tôi giả giấy tờ. Đi đâu? Bạn bảo là đi chạy xa ra. Ra chỗ khác. Ừ rồi, ra chỗ khác để tôi vào đây tôi xuất trình tôi vào. Còn nếu ai có vấn đề gì thì đấy là bạn chịu trách nhiệm nhé. Tôi bảo bạn. Nào thôi được rồi, ra đây. Tôi bảo bạn này. Đi ra đây. Tôi bảo bạn này. Học cái gì học, đừng học tôi không đi học cả. Tôi học không mang. Tôi chỉ nói bạn này, mời bạn xuất trình giấy tờ ra. Giấy tờ của bạn gì? Bạn có giấy phép lái xe không? Tôi bảo này, tôi bảo bạn này. Bạn ơi, hay ho nhỉ, nói câu hay ho gì. Đúng tôi mời bạn xuất trình giấy phép lái xe ra. Tôi có nhưng mà tôi chưa hiện tại tôi ở đây có, tôi bạn để đâu? Thiếu. Bạn để đâu? Thiếu gì? Rồi rồi, thiếu đây thì có mang theo. Rồi, tôi không mang theo, ông có làm theo đúng không? Ừ. Đăng ký xe bạn cầm quay rồi. Đăng ký xe bạn cầm đi không?
Tôi đầy đủ. Đầy đủ sao vừa bạn bảo là giấy phép mà không cầm đi, bạn đầy đủ. Tôi đầy đủ à, tôi đầy đủ thì không, không lập biên bản thôi, cứ thấy bạn thiếu bạn bảo là không giấy phép. Hoặc là thấy là không có điều đủ điều kiện đấy, ông lập biên bản thế thôi. Bạn xuất đi căn cước ra. Căn cước thì đứng xa ra, các anh đứng xa tôi một tí. Đứng xa. Các anh dừng hết ra kêu ví dụ như đang nằm nồng độ cồn thì các anh cứ nằm nồng độ cồn đi. Tôi làm việc một trường hợp bạn đấy. Một trường hợp thế phí tiền thuế có nhỉ? Bao nhiêu người này một mình tiếp tôi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ông tiếp tôi này. Đấy là cái quyền của công dân đấy bạn ạ. Anh em ghi lại màn hình nhá. Bạn ghi ghi đầy đủ ghi bạn. Bạn ghi vào đây là. Có đây đang phát trực tiếp này. Rất nhiều người xem. Bạn cứ phát đi. Bạn phát mới. Có tôi ở bạn này. Tôi. Mời bạn xuất trình giấy tờ đây ạ. Giấy phép lái xe mà không cần đi đúng không? Đúng không? Nay chị nó cười. Đúng không? Giấy phép lái xe. Anh đừng có dồn tôi. Các anh đừng dồn này này này. Giấy tờ. Này 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 này. Anh em ghi lại hình nhá. Đây này. Xe kiểm định tất cả giấy tờ thì không có, không chấp hành. Ra đây gây rối. Tôi gây rối đâu. Này. Không. Không, tôi không gây rối. Này. Này, anh em này. Ghi lại hình nhá. Xe hết kiểm định, giấy tờ không xuất trình. Thôi được rồi, được rồi, tôi đủ giấy tờ tôi xuất trình cho các anh nhá, được chưa? Được chưa? Được chưa? Ông này đứng ra tôi gây nguy hiểm rồi nhá. Thôi được rồi, anh em làm gì phải thế? Tối thắt đấy. Thôi được rồi, để ra kia. Thôi các ông cứ xuống đi, xuống đi. Một hai ông đứng đây thôi. Tôi thấy nguy hiểm quá. Thấy dồn thôi ghê. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Tôi chỉ dặn đứng cách xa bạn là bạn nguy hiểm. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi xuất trình đầy đủ. Được rồi, được rồi. Từ từ đã thì tôi. Làm nên an toàn đã. Cứ để tôi an toàn đã cho tôi. Từ từ tôi an toàn á. Từ từ đã thì tôi xem kiểm định của bạn đúng không? Rồi tôi đầy đủ. Hết đúng không? Bây giờ là nếu như thế là nếu mà bạn có từ từ đã tôi đó, bạn xuất trình nhá. Tôi khắc đủ bảo từ từ. Thế thôi. Đứng đây bảo vệ bạn là đúng. Rồi. Từ từ đã thì tôi đầy đủ tôi khắc đưa chứ. Đừng đâu. Đang hành chính hành sự. Ừ, xem mai cho anh ấy, anh đang ở Băng Linh, đang họ đang dồn anh ấy quá. Ghi làm hình đi. Họ đang dồn anh ấy quá, đang ở đang livestream ở fanpage đấy. Rồi xong rồi lưu lại hết tất cả cái sự việc của anh ấy. Đang làm việc với bạn, trả lời đây. Xuất trình giấy tờ đi. Bạn xuất trình giấy tờ đi. Bạn vào đầy đủ. Thế này nhá. Để tôi đầy đủ giấy tờ nhá. Ông này là ông tên gì tôi đã khoan tôi hỏi tên đủ không á? Gì đây? Nguyễn Tiến Thành, phó đội trưởng 336. Rồi, 327. 327. Tổ trưởng rồi. Rồi, tổ trưởng nhá. Thôi được rồi, thế này nhá. Ông Tiến Thành ông hơi thái độ. Tôi nói thật là ông dồn tôi hơi ấy đấy. Thái độ cái gì? Đấy, ông dồn đi, này, ông đánh đi. Không trái dồn. Ăn được không? Nhưng mà thái độ gì? Ông đây, ông đánh đi. Ăn gì bạn không ăn được. Tôi làm gì phải làm gì có ai làm gì mà ăn đây là đang làm việc của anh. Đây này để tôi không kể mưa ra là cho bạn quay cho gió. Thế thì ông dồn tôi ông đang từ nãy ông dồn tôi ông tưởng ăn được tôi đang làm việc với bạn rồi. Rồi phó đội trưởng rồi. Rồi anh em đang làm việc với bạn tổ công tác đây bạn đang làm cả tổ mình thì ngừng thì các ông cứ làm việc đi. Ông nào tiếp tôi thì một ông tiếp thôi chứ còn sao phải đông thế. Xuất trình ra mời bạn xuất trình ra. Thế thôi, tôi thấy tao xuất trình nhá. Đấy, ông cởi áo chuẩn bị ông thiệt tôi đấy. Ăn được tôi thì ăn đi luôn, còn gì đâu để tôi xuất trình, được chưa? Rồi, mời bạn tôi xuất trình. Đấy, sao xuất trình nhá. Đây, phó đội trưởng đây, Nguyễn Tiến Thành. Phó đội trưởng này, vừa đọc rồi. Rồi, thế nó được rồi, gì nữa? Đấy. Đây, anh em làm công an, có thành phố Băng Ninh. Công an, mình công an thành phố đúng không nhỉ? Cảnh sát trật tự, giao thông trật tự đúng không? Giao thông trật tự công an thành phố Băng Ninh. Rồi, ok. Anh em làm công khai chả có gì mà phải giấu giếm. Rồi, ok, đấy được rồi. Rồi, bạn cứ xuất trình giấy tờ đi bà Tuấn. Thứ, để tôi lấy đã. Thứ nhất là những cái gì nhỉ? Thứ nhất là cái gì nhỉ? Thứ nhất là cái gì nhỉ? Thứ nhất là cái gì nhỉ? Bây giờ yêu cầu bạn nhé. Ok. Thứ nhất là giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe. Thứ hai là đăng ký. Cái thứ ba là đăng kiểm. Và cái thứ tư là bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ok. Bạn bạn không hết thì bạn xuất trình được hả? Đăng kiểm tôi không hết là được cái gì? Bạn không dám đúng không? Tôi thì không biết nào rồi, ông này ông phó đội trưởng đúng không? Ông kia ông bảo tôi tình tướng thôi được rồi, tôi cũng chịu chấp nhận tôi tình tướng, tôi sẽ đầy đủ giấy tờ cho các ông. Cảm thấy giờ là nó nguy hiểm với tôi xuất trình, được chưa? Ông ai làm
tôi thấy nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn. Dân đầy đây. Dân đầy thì đầy, và tôi thấy nguy hiểm. Mẹ các ông bây giờ các ông. Các ông đứng đầy đây, anh yên tâm. Các ông tôi biết, các ông đứng xa tôi ra đắng để tôi lấy đồ. Từ từ, đứng toàn đứng đằng sau đằng trước tôi lấy nào được đồ. Thì lấy thoải mái hay là gì anh? Là ông đứng đứng ra chỗ góc kia mà tôi lấy đồ để tôi lấy. Tôi đứng khổ. Tôi là đẹp anh. Tôi giới thiệu này. Ghê quá nhỉ. Xe đi ngược chiều đến đây này anh này. Mời chú luôn nhờ chứng kiến này. Rồi tôi thừa tôi là chấp hành chứ. Tôi chấp hành ông lập biên bản thế thôi. Dân người ta chứng kiến đâu. Ừ, thế được rồi. Tôi có vô duyên đâu mà tôi. Đang lao đến tôi cũng đã cảnh giới cho bạn này đâm vào bạn. Không, không phải cầm. Tôi cần điện thoại hộ của Lai Chim hộ thôi. Ôi, làm gì phải cần đâu, Lai Chim hộ. Hả? Giời ơi. Đây nhá, người không sao nhá. Mặt mũi không sao cả. Đây nhá, tôi đầy đủ nhá. Từ từ đã. Đứng đấy, tôi khắc đưa cho làm sao mà. Tôi đầy đủ đây, bạn đứng đây. Đây. Tôi đứng đâu sao mà quá nguy hiểm. Đây, căn cước này, từ từ đã. Giấy phép, đây giấy phép lái xe. Từ từ để tôi quay lại đấy, căn cứ đáng. Nhất trí. Đấy, ông cầm một giấy phép lái xe của tôi nhá. Đây nhá, từ từ đã, giấy phép lái xe hạng A1, B2 nhá. Rồi, đây, đăng ký. Được chưa? Đấy, từ từ đã, phải... Được chưa? Kiểm tra xong chưa? Đấy, ông lập biên bản, ông lập luôn đi. Đăng kiểm cho tôi, có đăng kiểm. Được chưa? Đừng ông nào manh động đấy. Đăng kiểm. Đấy nhá. Từ từ, đấy, đăng kiểm thôi. Mới các bạn đấy, các bạn nhìn vào. Tem thì tôi chẳng thích dán để làm gì được thôi. Thấy chưa? Không là biên bản. Không gì đâu. Thế nào kiểm tra gì được chưa? Nếu mà thiếu thì tôi không có đăng ký, à không có bảo hiểm, cứ kiểm lập biên bản luôn đi. Đấy nha, mình đang cầm ba cái giấy tờ của mình. Rồi. Giấy phép lái xe này. Bảo hiểm tôi vẫn còn, tôi lập biên bản luôn đi. Rồi. Nhanh. Rồi, cứ đập vào. Dạ. Rồi. Đập với bạn đi. Rồi. Bảo hiểm không bảo mà không có đúng không? Rồi, không có, cứ đập với bạn đi. Bảo không có bảo hiểm thì bạn ra đây. Rồi. Đập với bạn đi, có gì đâu mà.
lập biên bản cho tôi đi. Bạn xuất trình ra đầy đủ như nào? Sao bạn từ đấy bạn không xuất trình? Thôi cứ lập biên bản đi, có gì đâu, thiếu cái gì lập biên bản ở đấy. Đấy, bạn ngồi đây. Rồi cứ lập biên bản đi, tôi không ngồi làm việc nào hoàng. Ngồi đây, giờ mình làm trước đấy. Rồi. Trung tá, phó đội trưởng. Vâng, đúng rồi. Nói cứ làm việc ấy, có gì đâu. Làm đi, kiểm tra cồn đi kìa. Ôi. Anh em. Đây. Tiếp tục lên kinh đi. Khét mà. Kiểm tra cồn nhé. Cái này đây sao phó đội trưởng mạnh lắm. Dồn nãy dồn mình. Đấy. Không bình tĩnh, không khôn khéo thì bị đập rồi. Căng lắm. Đấy, đây, phó đội trưởng nhé. Có lưu trong bản ấy rồi. Anh ơi, cho em xem cái kế hoạch cái nhỉ. Kế hoạch của hôm nay là những anh nào, kế hoạch của buổi tối ngày hôm nay đi làm độ cồn và những ai đi làm việc. Để em xong rồi em có tiện em cho vào đơn cho nó dễ. Em xem kế hoạch cái nhỉ. Anh Thành ơi, dừng lại tiếp một mình bạn này thôi. Thôi bảo, tiếp làm gì. Bảo bạn này. Rồi. Lúc tôi kiểm tra giấy tờ bạn bảo bạn không có. Thế không, không có thì các anh dồn nén tôi ghê quá rồi tôi. Bạn bảo là anh phải đứng gần đây. Thôi cứ ấy đi, cứ làm đi. Đúng không? Thôi mà tiếp đi. Cho trình ra. Cho tôi xem cái kế hoạch cái nhỉ. Kế hoạch đâu rồi? Kế hoạch của anh đâu? Tôi xem cái. Bốn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười ông không có dây chéo. Làm việc là hầu như là. Toàn tá này. Đấy. Toàn cấp tá. Anh em cứ ghi lại màn hình nhé. Có gì. À, hiện tại tôi là người dân, các anh đang cầm giấy tờ của tôi. Giờ tôi yêu cầu các anh cho tôi xem cái kế hoạch của em này nhỉ. Đấy, mày kéo cái kính xe ô tô kia lên. Tôi yêu cầu các anh cho xem cái kế hoạch nhỉ. Anh ra cầm Thành nhá. Vâng.
Châu Đông đội phó rồi gặp đội phó. Anh Thành ơi, anh Thành đội phó ơi. À, cho tôi xem cái kế hoạch cái nhỉ. Bạn đợi tôi chút. Rồi rồi. Tôi đang có điện thoại. Bạn cứ ra kia thôi. Rồi. Ok. À, đồng chí ơi. Chào đồng quá. Đồng quá. Đấy. Đo nồng độ cồn ngọc thêu, kiểm tra định lượng rồi bắt đầu là test bằng, trước tiên là kiểm tra định lượng. Một phễu mà kiểm tra hàng loạt luôn. À, bạn ấy có nồng độ cồn này. Có gì đâu, bình tĩnh đấy, cứ xử lý đi. Có gì đâu, sai mà sao nộp phạt thì có gì đâu mà. Sai nộp phạt. Có gì đâu mà. Chấp hành nộp phạt. Dây chéo của các anh đâu? Trang phục dây chéo không có à? Đây đi làm không có dây chéo trang phục thiết bị này nhiệm vụ. Ông này có mặc dây có đeo dây chéo đâu. Đấy. Tất cả hầu như là 10 gần nay cán bộ không có dây chéo ở đeo. Đâu anh Thành ơi. Sao gọi điện đâu thế? Đang làm trong thời gian làm việc thì gọi điện đâu đấy? Em xem cái kế hoạch cái. Xem kế hoạch thì... Cái này nhá, Tuấn nhá. Rồi. Đấy nhá, cái kế hoạch ấy. Người dân chỉ được quyền giám sát. À, chú giám sát á? Chú hiểu là giám sát, chú rất hiểu. Tôi có quyền kiểm tra đấy. Chú được quyền kiểm tra á? Đúng rồi. Thế chú ta cũng kiểm tra. Thế thì hiện tại các ông có cho xem đâu mà kiểm tra. Người dân không được quyền kiểm tra. Tôi nói thẳng quan điểm là người dân không được quyền kiểm tra của tôi. Sao thế? Mà người dân chỉ được quyền giám sát. Thì giám sát như là bạn biết rồi. Thế ông có học cái luật tổ chức chính phủ không? Nghe, đó chưa? Còn ông có học luật tổ chức chính phủ không? Còn chúng tôi đã niêm yết trên cổng thông tin. Niêm yết ở chỗ nào nhỉ? Vào cho tôi xem cổng cái nhỉ? Thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan. Ở chỗ nào? Trang nào? Đó chưa? Trang nào? Tổng thông tin điện tử trang nào nhỉ? Muốn xem thì bạn mai bạn vào cơ quan chúng tôi xem. Tôi không phải mai tôi xem ở đây chứ làm gì mai. Bạn không kiểm tra được kế hoạch của chúng tôi. Tôi có quyền kiểm tra và xem luôn. Bạn không yêu cầu người dân chính đáng, người dân là chủ. Không có. Thế thì các bạn đang phục vụ người dân này thế nào? Bạn xem lại đi nhé. Đấy, các ông đang phục vụ người dân này nào. Tôi hỏi thêm câu nữa này. Phó đội trưởng ơi. Phó đội trưởng. Ê, cần này cán bộ chiến sĩ đi mà không có cái dây chéo nào đeo ở người à? Hả? Không có cái dây chéo nào đeo ở người à? Trang thiết bị nghiệp vụ mà được nhà nước cấp cho mà cán bộ mà không đeo cái này chết. Tại thời tiết đúng không? Đây ông này, ông bảo tại thời tiết này. Cho mọi người dễ nhìn chúng tôi nhất. Rồi. Áo mặc biết là áo phản quang rồi, tối mặc áo phản quang. Rồi. Lấy tôi phải bỏ ra để cho bạn xem cái tên của tôi. Rồi. Nếu bạn xuất trình ngay từ đầu chả vấn đề gì cả. Cho tôi. Thế thì các ông có những cái người mà
có hành vi mà nó nói tôi là cái kiểu như là thách thức với nọ kia. Tôi là việc bạn lịch sự không? Đúng không? Tôi thì bạn lịch sự. Đúng, nhưng mà ông này ông rất thái độ. Rồi. Bạn chấp hành ngay từ đầu. Không, ông nói kiểu gì? Ông xuống ông bảo là tinh tướng với nọ kia. Tôi thừa cái để mà nói đấy nhá. Ông thò vào trong cái cửa kính của tôi, ông bảo tôi tinh tướng. Và xuất trình ngay từ đầu để bao nhiêu bà. Tôi nói rồi, tôi có mách có sách có chứng đấy, không phải không đâu. Bao nhiêu bà con được chưa? Mình xuất trình ra đàng hoàng thì anh em tôi xuất trình đầy đủ này, nộp biên bản đi, có gì đâu. Nộp biên bản này tôi để tôi về. Bạn đầy đủ đấy cho anh. Được chưa? Bạn đầy đủ đấy cho. Tôi xem cái kế hoạch, không cho xem kế hoạch không? Sao không xem được? Đây ra bây giờ giấy tờ của bạn đầy đủ. Tôi đang thiếu đấy. Đầy đủ cái gì? Nộp biên bản đi. Đấy, giấy tờ đấy. Thiếu đấy, nộp biên bản. Giấy tờ của bạn đầy đủ. Các bạn vừa đấy bạn xuất trình được nha. Giờ tôi xuất trình 2023. Các ông không có nhân dân. Bạn đã mất rất nhiều thời gian của chúng tôi đấy. Tôi không mất, đọc biên bản đi, thiếu giấy tờ lập đi. Bạn có, bạn đủ đây này, chúng tôi đọc biên bản. Thiếu bảo hiểm đấy, lập đi. Nào, lập biên bản đi. Thôi, lập biên bản đi, tôi không nhận điều đấy đâu. Một là xin lỗi tôi, hai là lập biên bản cho tôi. Thế thôi. Phó đội trưởng thì ông ấy... Phó đội trưởng thì chúng tôi đi làm rồi, tôi có trách nhiệm, chúng tôi Nguyễn Tiến Thành phó đội trưởng. Người dân thì phải chấp hành 336327. Anh phải xuất trình đúng không? Ok, tôi xuất trình đầy đủ rồi đấy, giờ lập biên bản. Xuất trình đầy đủ tôi đủ thì tôi mời anh đi, thế thôi có gì đâu. Thế thiếu bảo hiểm thì lập đi. Lập đi, như cán bộ này, cán bộ gì nhỉ? Mình có thể tuyên truyền đúng không? Phạm Văn Tuân 336275. Rất nhẹ nhàng nhưng mà nãy ông mấy ông dồn tôi là không được. Không phải gì cả. Anh bảo em xuất trình giấy tờ ra đầy đủ. Thiếu tá. Tôi đã bảo em như thế. Thiếu tá. Mình chỉ hơn bạn một tuổi, nhìn bằng mặt bằng nhau đúng không? Để bao nhiêu bà con người ta nhìn. Nhìn thì nhìn nó sao đâu mà có gì đâu. Những ông thái độ làm việc như này là không được này. Tôi nói trước đây. Này anh em kiểm tra giấy tờ bạn xuất trình đầy đủ đúng không? Bây giờ anh em nhắc nhở bạn đi. Tôi không nhắc nhở. Thừa tuổi nhắc nhở rồi, làm sao mà trên 16 tuổi mà có nhắc nhở, sai xử lý, không sai xin lỗi. Bạn đầy đủ. Thế thôi. Xuất trình đâu? Kìa, xuất trình kìa, xuất trình lên đâu đi. Đấy xong rồi đấy. Có gì đâu. Alo. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Tắt đi. Thế nào, giờ thế nào đây? Anh đây đủ giấy tờ, chúng tôi gửi lại giấy tờ anh mà anh đi thôi. Thôi được rồi. Nào, mang đây, để đi. Được rồi. Kiểm định đầy đủ, giấy tờ đầy đủ. Được rồi. Thôi được rồi. Cứ mang đây. Có giả không thì bảo đây, không giả thì tôi đi. Thế thôi. Đầy đủ bán nhé. Đây ba loại giấy tờ đấy là cầm của tôi là 1507 này, một cái giấy phép lái xe này, một cái đăng kiểm này, giấy phép lái xe này cầm này, đây nhá, một cái này 98A11507 này cầm luôn này, giấy tờ kiểm định cầm luôn này. Rồi tôi tuyên bố nhá, các ông về các ông ăn đơn nói trước đấy, giấy dây quần áo nhá, mặc trang phục không chỉnh tề, thôi tôi đi đây, chào. Xin lỗi về. Ê, mình đi rồi nhá. Để đảm bảo an toàn. Khóa cửa. Cứ phải khóa cửa vào cho an toàn. Đi rồi. Thôi, ở đây nghe nhìn gì chúng nó gọi người ra Bắc Ninh đầu gấu đầu mèo nhiều lắm mọi người ạ. Thôi đi thôi. Đi thôi. Nó nguy hiểm.
lấy nó dồn mình 4-5 thằng nó dồn mình này, nó ăn tươi nó sống luôn đấy, nó định ăn tươi nó sống nhưng mà cũng phải khôn khéo thôi, cảm thấy nó mà thấy nguy hiểm cái là tìm cách để đưa cho nó giấy tờ thôi, chấp hành cho nó ok, có gì đâu, đưa cho nó thì nó khá nhẹ nhàng ngay, mình không đưa thì nó bắt đầu nó sần lên, nó đang trong quá trình quay phim thì nó sần lên nó đập mình. Mình đang đi rồi nhá. Ôi nhây thế đủ rồi. Mình không đọc được comment của mọi người. Từ từ, đang đi qua cái đoạn này nó nguy hiểm vì mình chưa tắt vội, tí nữa để qua cái đoạn nguy hiểm nữa. Nó mà nguy hiểm thì nên an toàn cho mình nữa. Cảm giác an toàn thì bắt đầu là mình mới tắt livestream. Thế thôi. Lại like trên group ấy, lại like một đoạn đầu rồi nhưng mà nó không có tương tác, tự nhiên group mất tương tác, thế là xong bắt đầu mình mới like vào bếp cá nhân này. Thế nha, chào mọi người nhá, mình qua cái chỗ nguy hiểm rồi thì hiện tại nó bắt đầu mình đang trên đường về để mình về cho nó nhanh, không thì để ở đây là nó tìm cách nó dập mình, thằng nào chặn đường cho nó phát. Chào mọi người nhá, mình kết thúc lại ở đây thôi, văn nghệ thế đủ rồi nhá. Yeah.